Đối với Tùng, nhiếp ảnh nó là đam mê, nó là cuộc sống, nó là cái công việc hàng ngày. Nhưng sau một cái thời gian dài, sau khoảng 10 năm trở lại đây thì Tùng có một cái cách tiếp cận về hình ảnh tốt hơn và một cái cách để chia sẻ những cái hình ảnh của mình tốt hơn, đó là việc in những cái hình của mình ra đến tay những cái người yêu thích nhiếp ảnh. Theo cá nhân của Tùng thì 50% một cái bức ảnh là lúc chụp, phải đạt 50%, 20% là chúng ta làm hậu kỳ, còn 30% là chúng ta in ảnh thành phẩm. Ảnh mà mình nghĩ rằng không in ra thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội được xem nó, tại vì nó sẽ nằm mãi mãi trong ổ cứng và chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó. Cho nên khi mà Tùng đi chụp về là việc đầu tiên phải bỏ vô máy tính, ngồi chỉnh sửa hết mọi thứ xong phải in ra những cái hình rồi sẽ treo lên ở cái nơi mình làm việc để mình có thể cơ hội mình ngắm nghía hàng ngày, để mình thấy nó hàng ngày, và để đó nó tạo một cái cảm xúc cho mình để mình có nhiều cái cơ hội, nhiều cái điều kiện để mình đi tiếp hơn. Các bạn nào đã chưa từng in ảnh thì các bạn nên một lần để in ảnh để mới thấy cái giá trị của bức ảnh, mới giá trị của cái cảm xúc mà khi mà chúng ta cầm một cái bức ảnh mà được in ra, nó giống như là cái cảm xúc mà chúng ta thấy lúc chúng ta bấm máy. Tùng đang in cái máy in Epson Supercolor P7530. Đây là một cái máy in mà tạo cho Tùng rất nhiều cái cảm xúc thích thú khi mà in ảnh. Đây là máy in mà được ra mắt trong năm 2020, rất là đặc biệt, là máy in mới nhất luôn hiện nay của Epson. Với cái thiết kế bên ngoài á, nó được cải tiến và thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về màu sắc, một cái màu xám rất là dễ chịu. Cái màu xám này nó tương đương với cái màu xám 18% xám trong nhiếp ảnh á, cho nên mình nghĩ Epson có để ý đến cái chuyện này. Cái thứ hai, cái khay giấy có một cái thước để đo, để khi mình để giấy vô mình biết là cái giấy mình chiều ngang là bao nhiêu, in bao nhiêu cm gì đó. Cái thứ hai nữa, trên cái khay giấy này nó có một cái khoảng trống như thế này, trong lúc đang in mà chúng ta không mở được hay chẳng hạn thì chúng ta thấy được cái giấy bên trong. Đây là một cái cải tiến rất là hay theo mình, nó tiện nghi, tiện ích cho người dùng. Cái thứ ba nữa là cái khe kẹp giấy này đó. À, trước dòng trước không có, cứ để vô giấy nó rớt ra ngoài hoài, nó bay gió coi nó bay đó. Cái điều quan trọng nữa là trên cái khay giấy này nó, các bạn thấy nó có làm một cái ron chỗ này để theo mình là chống bụi. Ngoài ra mình cảm nhận được là có cái khay này á, cái khe này thì cái ron giấy nó chạy á, nó tạo cho cái máy nó êm hơn, nó chống ồn một phần nào. Rồi tiếp theo là cái màn hình đó, cái màn hình này trước á, hồi xưa á, nó nhỏ có bé tí xíu thôi, chỉnh bằng nút cơ, nhưng mà qua cái đời mới này thì cái màn hình nó to hơn, nó tốt, nó cũng có thể điều khiển cảm ứng trên đây hết đó, cũng rất là nhạy. Cái này chắc là thua iPhone 12 tí xíu à. Rồi tiếp theo là cái bề mặt phía trước này đó, bề mặt phía trước này thì hai cái phần đây là cái khay mực, hai cái hộc mực của hai cái máy hai bên, nó cũng có thay đổi một xíu từ cái phần này ha. Rồi cái phần đặc biệt nữa, cái bề mặt trước là cái khi mà in đó, là bên trong nó có hệ thống cái đèn LED bên trong nơi đây, nó sáng lên để chúng ta nhìn được cái bản in và nhìn thấy cái đầu phun chạy qua chạy lại. Tiếp theo là cái khay đựng giấy, cái khay này cũng được thiết kế thay đổi. Hồi xưa đó là những cái gấp 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 nhìn nó tùm lum lắm, nhưng bây giờ rất là tiện, nó cuốn lại sau đó chúng ta kéo ra và khi in thì cái hình nó sẽ chạy ra nằm ở trên cái bề mặt của cái khay này, hình nó không bị bụi, nó không bị dơ và nó không bị ra ngoài. Đó là một trong những cái mà mình thấy rằng nó cải tiến rất là tốt từ cái máy in Epson Supercolor P7530. Đó, đây là trong những cái mà mình về bên ngoài mình thấy là thích thú. Còn về bên trong thì nói về màu sắc thì đây là một cái máy mà mình đánh giá đến thời điểm này là một trong những cái máy mà có chất lượng màu sắc tốt nhất hiện nay. Máy có 12 màu, đặc biệt là có thêm một cái màu là Violet. Cái màu đó rất phù hợp và anh em nhiếp ảnh rất là hay dùng khi in. Epson sử dụng cái đầu phun thế hệ mới Precision Core Micro TFP lớn hơn, cho tốc độ in nhanh hơn 2,4 lần so với dòng máy in thế hệ trước. Điểm hay của cái máy này
là cái công nghệ tự kiểm tra cái đầu phun, giúp máy phát hiện lỗi cái đầu phun bị nghẹt hay là tự động làm vệ sinh cái đầu phun. Chiếc máy in Epson B7530 á, nó cho sử dụng cái công nghệ là VSDT, cho ra nhiều cái kích thước hạt mực, vì vậy có thể tái tạo hình ảnh mịn màng hơn, hạt mực phun ra từ máy tròn đều, cái chính xác về kích thước và vị trí phun, từ đó giảm cái hiện tượng là nét chữ bị răng cưa hay là bị không có sắc nét. Bên cạnh đó là công nghệ LUT mới giúp phục chế màu chính xác hơn. Điểm nổi bật nhất là khả năng in nắng của Epson B7530 là việc sử dụng cái hệ mực mới nhất của Epson là Ultra Chrome Pro 12, là mod đầu tiên trên thế giới có 12 màu mực, đặc biệt có song song màu Violet và màu Light Gray, giúp cho máy thể hiện các đồng thời hai khả năng phục chế hình ảnh đen trắng và mở rộng cái không gian màu, giảm cái hiện tượng là cháy sáng, chuyển tông màu mịn màng hơn so với những cái thế hệ trước. Cái màu PK và màu MK đã được tách thành hai cái kênh riêng biệt, tăng cái hiệu quả khi in so với những cái dòng máy trước đây của Epson. Epson sử dụng mực Bitumen là cho cái loại máy in này. Đây là loại mực thân thiện với môi trường, có cái độ bền màu lên đến 60 năm. Với cái máy in B7530 này đó thì nó có cái hệ thống giữ mực Inverter tăng, giúp cho khi mà chúng ta in á, nó không, máy mà nó hết mực á thì nó không phải ngừng giữ chừng, mà cái hệ thống này nó giúp cho máy vẫn hoạt động bình thường, và chúng ta trong lúc đó thì chúng ta có thể thay cái hộp mực mới vào. Cái việc này nó giảm thiểu cái sự hao tổn vật tư và tăng cái hiệu quả trong lúc in. Với cái thế hệ in mới của Epson B7530 này đó, cái hệ thống mực mới thì nó cho ra cái màu sắc rất là trung thực, cho cái Pantone màu là đạt đến 99%. Ngoài ra thì với việc in ảnh photo thì nó khi nó có cái màu apply gray và cái màu violet, cho nên nó tái tạo được những cái hình ảnh mà nó có cái độ sâu màu rất là cao, đặc biệt là hình trắng đen. Khi mà các bạn in hình trắng đen, nó sẽ có những cái màu đen nó đúng đen và nó đen tuyệt đối. Điều mà Tùng thích ở cái máy in này nó là được sử dụng cái công nghệ Black Enhance Overcoat, có khả năng phủ bóng cái vùng tối để tăng cái độ tương phản. Đặc biệt là chúng ta hay in, đặc biệt anh em mà hay in những cái hình mà mang tính nghệ thuật cao á, là cái vùng tối thường nó rất là tối, chi tiết vùng tối thường hay làm cho nó đen đi, thì với cái máy in này á, nó làm cái điều đó, nó giúp cho những cái tác phẩm ảnh nghệ thuật đó tăng cái vùng tối lên rất là tốt, và so với những máy in khác thì nó không làm được cái điều đó. Hãng lúc nào cũng có một cái phần mềm giúp cho cái việc là in ảnh của chúng ta nó tốt hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn và ít tốn chi phí hơn, giảm thiểu những cái rủi ro nó không cần thiết. Cái phần mềm RIP chính hãng của Epson đó, nó khi tương thích với cái hệ thống máy in và nó tương thích với cái hệ điều hành của máy tính chúng ta, cái điều đó giúp cho cái người in thao tác dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn và chính xác hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau những cái chia sẻ của Tùng thì hy vọng các bạn đã chọn lựa cho mình được một cái chiếc máy in ưng ý, phù hợp, đúng cái nhu cầu của các bạn, để các bạn có những cái bản in đạt chuẩn file art, đạt chuẩn chất lượng về màu sắc, về độ nét, và có những cái tác phẩm để được chia sẻ với mọi người qua cái bản in mà các bạn yêu thích.